Anh chàng vừa tỉnh dậy liền phát hiện thế giới thay đổi, món bia Tiger quen thuộc biến thành bò húc, KFC biến thành KDP, ngay cả đồng hồ Rolex cũng biến thành đồng hồ Rolex. Thậm chí ngay cả bố mẹ ruột cũng không nhận ra anh. Anh chàng, cậu là ai vậy? Con trai bố đó, bố bị sao vậy? Cái gì cơ? Bố, ông ấy là bố cậu. Càng khiếp sợ là có một anh chàng đã thay thế vị trí của anh chưa kịp phản ứng lại đã bị anh chàng kia kéo ra ngoài. Tôi tên Trương Hoa, hai chúng ta đúng là hơi giống nhau nhỉ, chúng ta chẳng nhẽ là anh em cùng cha khác em. Ai là anh em với cậu chứ, liên quan. Tình tiết không hợp lý, tôi bảo rồi, tôi nhìn thấy anh liền cảm giác anh rất quen, hóa ra là anh trai ruột của tôi. Chuyện kỳ lạ này phải kể đến thời gian trước đây, Trương Diệp từng uống bia say xỉn đứng trên mái nhà than thở chuyện mình bị người ta xem thường. Anh không chấp nhận chuyện mình suốt đời làm một nhân vật nhỏ còn nổi điên bước lên trên bật lan can. Đúng lúc đó điện thoại gọi đến, anh còn tưởng là lùa gà nên bực mình tắt máy. Mãi khi người ta gọi mấy lần anh mới biết họ gọi điện muốn xác nhận chuyện anh đến phỏng vấn cho công ty giải trí. Vừa mới chán đời nào ngờ ông trời lại cho anh một công việc mới khiến anh ngỡ ngàng, ngơ ngác. Thế nhưng đang vui mừng quỳ lạy ông trời lại khiến anh mất đà ngã thẳng xuống dưới đất. Chuẩn bị rơi xuống đầu cô bé phía dưới thì đột nhiên một vật thể kỳ lạ dẫn Trương Diệp cùng cô bé đó đi mất. Người ngoài hành tinh đang thực hiện một thí nghiệm vô tình dẫn hai người lên phi thuyền. Khi anh tỉnh dậy lần nữa thì đã phát hiện mình xuyên không vào một thế giới khác như vậy. Trương Diệp đi lang thang khắp nơi muốn mượn điện thoại của người khác gọi điện một chút nhưng chẳng gọi được cho ai, còn bị ông chủ nổi cáu đuổi đi. Đến nước này anh chỉ đành dùng bóng đèn ở công viên muốn thử giật điện mình xem có phản ứng gì, nhưng dù anh tự treo cổ mình lên cây cũng không hề hấn gì. Đi cả ngày trời không có gì ăn, Trương Diệp thân tàn ma dại bới móc trong thùng rác chút đồ ăn, không ngờ còn lượm được một cây xúc xích thơm ngon. Chưa kịp ăn thì Hoàng thượng đã chạy đến xin ăn khiến anh không bỏ được gì vào mồm. Trương Diệp đói đến hoa mắt, đang ngồi nấu đun nước không ngờ Vương Tư đùng đùng chạy đến anh một trận cho rằng anh muốn trộn gỏi con chó của mình. Trương Diệp uất ức khóc lớn, cô thấy anh tội nghiệp như vậy cũng bối rối bảo anh đi theo mình ăn cơm. Trương Diệp biết được cô gái ở thế giới này không phải người anh từng quen biết tên Vương Tư mà là Nhiêu Ái Mẫn. Càng bất ngờ hơn, cô còn dẫn mình đến khách sạn do chính cô mở ra, 3 ngày không ăn gì khiến anh vừa nhìn thấy đồ ăn thì liền ăn như hổ đói. Trương Diệp còn kể cho cô nghe chuyện 3 ngày qua lại khiến cô lầm tưởng anh là người trong viện tâm thần trốn ra. Lợi dụng chuyện mình cho con chó ăn xúc xích, anh liền lợi dụng muốn cô tuyển mình vào làm trong khách sạn. Không ngờ Nhiêu Ái Mẫn thật sự nhận anh, nhưng chuyện lớn nhỏ gì trong khách sạn cũng do một tay anh làm. Vì chén cơm manh áo, Trương Diệp đành chấp nhận làm cô hầu gái chăm chỉ của Ái Mẫn. Cô lại đưa ra quy tắc nếu như anh dám có âm mưu gì thì sẽ giống như cây gậy cô vừa mạnh mẽ bẻ gãy. Buổi tối trong lúc mơ màng, anh vào toilet muốn rửa mặt lại nhìn thấy mình trong gương như một con người khác. Một người đàn ông giới thiệu cho anh cách sinh tồn trong trò chơi này là phải kiếm được nhiều điểm danh vọng, trở thành một người nổi tiếng. Sáng sớm Nhiêu Ái Mẫn đã vào phòng anh làm dịch vụ massage miễn phí để khiến Trương Diệp tỉnh táo làm việc. Anh cả ngày như một bảo mẫu chuyên nghiệp lau dọn sạch sẽ khiến hai con ếch ngồi theo dõi cũng bất ngờ. Bận rộn cả ngày trời, Trương Diệp đến tối mới có thời gian đến gương đòi hỏi chút quyền lợi cho người chơi cao cấp. Người đàn ông chỉ giải thích cho anh biết nhất quyết phải trở thành người nổi tiếng thì mới được nhiều quyền lợi. Đợi bao lâu Nhiêu Ái Mẫn mới chịu phát tiền lương cho anh, nhưng chỉ đúng một tờ 50 tệ, cô thuyết phục rằng mình đã bao ăn ở, chỗ ngủ là đã quá hời cho anh rồi. Không thể làm gì được, Trương Diệp chỉ đành dắt chó ra ngoài tâm sự. Lúc này anh nghe được trên đài đang đăng tin tuyển dụng vào công ty giống như ở thế giới thật. Nhận thấy cơ hội đã đến, anh tranh thủ lúc Ái Mẫn không để ý liền lẻn vào phòng mượn ít tiền đi xe bus để đến công ty phỏng vấn. Đợi cả buổi anh mới được kêu vào phòng phỏng vấn, nhưng chưa đọc hết câu thì đã bị người ta đuổi ra ngoài. Trương Diệp vào phòng vệ sinh uống một viên kẹo hồi phục, anh lập tức quay về thời điểm trước khi phỏng vấn nên thuận lợi đọc thuộc hết kịch bản một lần nữa. Cứ mấy lần uống thuốc, Trương Diệp rốt cuộc cũng đọc thành thạo từng câu từng chữ trong đó khiến mấy người phỏng vấn vô cùng kinh ngạc. Tuy nhiên vẫn làm khó bắt anh đọc một bài thơ bằng tiếng Nga, không ngờ Trương Diệp lại dễ dàng đọc một tràng khiến họ còn không biết dịch như thế nào, kết quả một phát trúng tuyển. Khi anh trở về đã nhìn thấy một cô cháu gái tên Thần Thần của cô nhìn thấy mình từ công ty giải trí bước ra. Trương Diệp chỉ đành nói thật cho cô biết mình chỉ muốn kiếm thêm, còn đảm bảo mình sẽ hoàn thành tốt việc trong khách sạn. Anh còn tự hào kể mình có con mắt thần kỳ như máy ảnh, chỉ cần nhìn một lát đã nhớ hết cả tờ kịch bản, còn tự nhận mình rất giỏi viết thơ tình. Buổi tối khi anh đang ngủ thì Thần Thần đã nhẹ nhàng xách con dao kề lên cổ anh một cách thân thương. Cô bé kể cho anh nghe chuyện mình vì bị anh ngã trúng mà xuyên vào thế giới này. Trương Diệp sau khi bình tĩnh lại đã kể cho cô bé nghe chuyện hai người bước vào thế giới trò chơi. Anh còn dẫn cô bé đến trước gương. Anh hứa mình sẽ cố gắng vượt qua ải để có thể dẫn cô bé quay về thế giới hiện thực. Ngày đầu đi làm, Trương Diệp đã phát hiện ra người hướng dẫn mình lại chính là người đã cướp đi cả người yêu lẫn công việc của anh, Điền Bân.
Mặc dù khó chịu, anh vẫn lễ phép vâng dạ, còn chủ động hỏi công việc của mình. Nhưng hắn lại phân công cho anh mỗi ngày đặt đồ ăn cho mình, còn xem anh như chân sai vặt. Nhưng vì đây là ngày đầu đi làm, anh chỉ đành ráng nuốt cục tức này xuống bụng. Một nữ nhân viên không chịu nổi cảnh ma cũ ăn hiếp ma mới này liền kéo anh vào ngồi tạm một bàn khác. Tiểu Sảng còn giới thiệu cho anh nghe về phát thanh viên tên Tiểu Mỹ vô cùng nổi tiếng. Trương Diệp cũng tiện chào hỏi người ta, còn cảm nhận chị ấy đúng là người có khí chất tốt. Khi anh tan làm về nhà đã thấy Nhiêu Ái Mẫn tức giận cầm chổi trà dạy dỗ Thần Thần, cô bé uất ức vì bạn nói xấu mình nên mới ra tay đánh lại. Trương Diệp cũng chạy vào khuyên vài câu mới có thể yên ấm cái nhà này, cô bé còn khen anh quá trượng nghĩa. Chuyện này xem như cũng như đồng cảm nên anh mới ra tay cứu giúp, vì nó giống chuyện trong công ty mới của anh. Tên Điền Bân này luôn kiếm chuyện với anh, khi Tiểu Mỹ ngỏ lời muốn để anh làm MC phát sóng thì hắn lại ở bên cạnh nói xấu anh vài câu đã khiến anh mất việc. Tất nhiên Trương Diệp sẽ không để yên chuyện này, anh giả vờ đổ cà phê lên áo anh ta, sau đó giả vờ cắt nó làm đôi để Điền Bân kịp đi gặp lãnh đạo. Nhưng trước đi anh lén dán keo hồ khắp phía sau của hắn, còn giả vờ như mình phủi nếp nhăn cho hắn. Kết quả Điền Bân bị keo dính chặt vào ghế không thể đứng lên báo cáo, trở thành trò cười cho cả phòng họp. Nhưng đó chẳng qua là trí tưởng tượng của anh, bởi hắn đã khéo léo đẩy qua cho Tiểu Mỹ lên thuyết trình. Tuy nhiên trò chơi này vẫn chưa kết thúc, ban lãnh đạo muốn hắn dẫn đi tham quan nhưng anh vẫn ngồi yên một chỗ khiến lãnh đạo có cái nhìn không tốt. Đợi khi tan họp, Trương Diệp giả vờ vào dọn dẹp khiến hắn nổi điên xách theo cái ghế đuổi theo anh. Tự dưng giở trò dùng hoa hồng chọc phá Nhiêu Ái Mẫn khiến anh bị bắt phạt đứng suốt cả đêm, Thần Thần còn lợi dụng móc túi tiền anh một ít ăn vặt. Trương Diệp nhờ cô bé hỏi giúp mình xem Ái Mẫn có tình ý với mình hay không, anh cho rằng đây là thế giới trò chơi nên muốn bù đắp lại cho cô. Vừa đến công ty làm việc, Trương Diệp đã được Điền Bân giao cho nhiệm vụ viết lời bài hát. Còn đang hớn hở làm việc nào ngờ Tiểu Sảng tiết lộ cho anh biết chuyện hắn ta luôn lợi dụng trợ lý viết bài cho mình. Anh tức giận chạy đến hỏi cho ra lẽ, lại còn bị hắn trách ngược lại anh không biết điều. Cãi nhau quá lớn đến cả giám đốc cũng phải ra tay giải quyết, nhưng chuyện này ở thế giới thực cũng từng xảy ra nên Trương Diệp tương kế tựu kế muốn dạy cho hắn một bài học. Anh khoanh tròn mấy chữ cái đầu của bài thơ ghép lại thành tác phẩm của Trương Diệp khiến hắn ta cứng họng không thể nói, nhưng Triệu Tổng vẫn không muốn truy cứu. Ông ấy khuyên cậu nên dùng tài năng của mình đúng chỗ chứ đừng để đấu đá với đồng nghiệp. Tuy vậy Điền Bân vẫn muốn kiếm chuyện với anh, giao anh viết kịch bản rồi lại dùng cà phê đổ vào máy tính. Khi anh đưa kịch bản cho xem thì chưa tới 3 giây đã lập tức xé bỏ, dù bị chèn ép như thế nhưng Trương Diệp vẫn cố nhịn đi ra ngoài. Nhưng anh phát hiện điện thoại mình đã mất tích, vì thế dùng điện thoại của Tiểu Sảng gọi xem thử, nào ngờ nó lại nằm trong phòng thu trực tiếp khiến anh bị sếp trách tội. Biết được chuyện này là trò chơi bẩn của hắn ta, Trương Diệp kích hoạt miếng dán xui xẻo rồi nhân lúc hắn đang ngủ thì dán nó vào người Điền Bân. Đợi cả buổi nhưng Điền Bân vẫn không dính chút xui xẻo nào nên Trương Diệp chỉ đành đi theo sát hắn ta chờ kết quả. Không ngờ khi Điền Bân chuẩn bị lên sóng thì cả phòng thu mất điện, tiếp đến thì bụng hắn lại đau quặn lên, lập tức chạy vào nhà vệ sinh. Trong thời gian chờ, Trương Diệp được thế chỗ của hắn ta lên dẫn một đoạn còn thổi kèn thay cho nhạc đệm khiến cho người nghe hay cả Trịnh Tổng đều rất hài lòng. Chuyện lạ có thật, Điền Bân đột nhiên tốt bụng mang trà đến cho Trương Diệp uống. Hắn muốn thương lượng chuyện để anh làm người viết kịch bản, sau đó mình sẽ lên sóng, như thế hai bên cùng có lợi. Thế nhưng Trương Diệp thẳng thắn từ chối, không ngại đối đầu trực tiếp với hắn. Nhờ vào việc anh thay thế Điền Bân phát sóng một đêm đã mang một hiệu quả vô cùng lớn, ngay cả sếp Trịnh đã chính thức cho anh vào làm nhân viên chính thức, đồng nghiệp cũng rất hào hứng chúc mừng anh. Thế nhưng chuẩn bị vào buổi phát sóng, Trương Diệp lại quên mang thẻ nhân viên nên bị bảo vệ bắt lại không cho vào. Ngay cả Tiểu Sảng có chạy ra năn nỉ thì cũng không làm được gì, anh chỉ đành chạy vào nhà vệ sinh để hỏi hệ thống xin thêm kẹo phục hồi. Tuy nhiên hệ thống lại chỉ chấp nhận anh đánh đổi 150.000 danh vọng mới cho anh kẹo. Trong tình huống gấp rút anh cũng chỉ đành đồng ý mới có thể lấy lại được thẻ. Trước khi lên sóng, hệ thống cảnh cáo cho anh biết chuyện anh đã cạn kiệt điểm danh vọng, nếu không nạp thêm thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Không ngờ Trương Diệp lại mở một bài hát sôi động rồi rap cho thính giả nghe khiến cho mọi người đều vô cùng bất ngờ. Nhờ việc này mới có thể nhanh chóng kèo điểm danh vọng của anh trở lại. Đi làm đến khuya trở về nhà, Trương Diệp định ăn tạm mì gói, nào ngờ Nhiêu Ái Mẫn lại bảo không cho anh ăn mì gói trong khách sạn của mình, sau đó vứt thẳng ly mì vào thùng rác. Sau đó cô còn nấu cho anh một bát mì dinh dưỡng hơn, còn chuẩn bị thêm bia uống giải khát. Lần phát sóng tiếp theo, Trương Diệp sẽ giao lưu trực tiếp với khán giả, nhưng anh không đoán được Điền Bân đã thuê cả một đội ngũ để phá đám buổi phát sóng của anh. Đến khi Triệu Tổng ra tay giải quyết mới có thể dẹp loạn được cái đám giặc kia. Sau khi biết được chuyện này, Trương Diệp chủ động xin lỗi hắn ta, còn bảo sau này mình sẽ theo hắn để Điền Bân đừng phá hoại mình nữa. Điền Bân thấy anh nhún nhường như vậy cũng đồng ý hợp tác dẫn chương trình với anh. Dù vậy chương trình vẫn giảm lượt xem mạnh, Trương Diệp ở trong phòng họp mách lẻo chuyện Điền Bân uống rượu trong lúc phát sóng nên nói năng lộn xộn. Sau khi Trịnh Tổng điều tra qua camera tạm thời cắt vị trí của Điền Bân giao cho Trương Diệp phụ trách,
Hắn vì chuyện này còn cảnh cáo nhất định không để anh sống yên. Nhớ lại chuyện cua bố mẹ mình, Trương Diệp lén lút bỏ tiền vào nhà của họ, tình cờ anh thấy Trương Hoa lại đang vội vã chạy ra ngoài. Anh nhớ lại trên bàn tiệc trước đây bị bạn bè khinh thường, dù là học sinh xuất sắc vẫn nghèo rớt mồng tơi. Lần này anh không muốn để nó xảy ra nữa nên ăn diện thật lồng lộn đi đến bữa tiệc của Trương Hoa. Trương Diệp bảo mình là trợ lý của hắn, còn giả vờ nói chiếc áo sơ mi này rất đắt giá, sau đó dẫn thiếu gia của mình lên xe hiệu quay trở về trước mấy ánh mắt ghen tị của mọi người. Anh cho rằng sau này mình chính là anh ruột của hắn nên nhất quyết sẽ không để ai bắt nạt nữa. Ngoài ra còn viết một bài thơ để Trương Hoa gửi cho người mình thích để tỏ tình, còn đặc biệt căn dặn hắn nên cẩn thận hơn với mấy tên bạn bè kia. Ngày được nhận lương, Trương Diệp còn mang về mấy bông hoa hồng để tặng cho Nhiêu Ái Mẫn, nhưng mục đích là nịnh nọt để cô rời ngày trả tiền thuê cho mình. Chứ lương của anh đều lén đem về cho bố mẹ nên đâu còn tiền trả nợ, anh chỉ đành đấm bóp chân cho Ái Mẫn lấy lòng cô. Trương Diệp tình cờ nghe được Nhiêu Ái Mẫn nói muốn massage, tắm chung với mình, dù hơi bất ngờ anh vẫn chạy đến hỏi hệ thống. Nó tặng cho anh một phiếu trái cây quyến rũ để thu hút phái nữ. Anh còn ảo tưởng nằm sẵn trong bồn tắm chờ cô, nào ngờ mới biết được chuyện Ái Mẫn nói là đang gọi cho thần thần. Mặc dù quê muốn đội 10 cái quần len đầu nhưng hiện tại anh đang mắc kẹt trong nhà vệ sinh không thể ra ngoài. Nhiêu Ái Mẫn đi vào thấy anh hưởng thụ tắm như vậy liền cầm lấy ca nước tán mạnh vào đầu anh. Buổi phát sóng của Vương Tiểu Mỹ, anh lại nhiệt tình góp ý những bài hát mà cô mở đều không phù hợp với giới trẻ. Mãi khi Tiểu Sảng nhắc nhở anh mới nhận ra khuôn mặt của cô ấy đã sụ xuống, đen như đích nổi rồi. Đến lượt của anh lên sóng, một vị thính giả đã yêu cầu anh hát một bài hát mà mình thích, Trương Diệp cũng bằng lòng hát một bài. Không ngờ gây ra hưởng ứng rất tốt, khi trở về nhà còn được Ái Mẫn chuẩn bị đầy đủ thức ăn đêm, còn tốt bụng dọn vớ cho anh. Không ngờ có một vị thính giả gọi điện đến tâm sự, Trương Diệp cảm thấy cô ấy có chút đáng ngờ muốn tự tử vì tình. Anh lập tức xông vào phòng nói chuyện với cô ấy, anh kể chuyện tình cảm của mình ở thế giới thực cho cô ấy nghe, mục đích để đoán xem cô ấy đang ở đâu. Sau khi liên lạc đã huy động được 500 anh em taxi chia nhau ra tìm, còn bản thân thì chạy vào phòng muốn hát tặng cho cô một bài để kéo dài thời gian. Anh cùng Tiểu Sảng kết hợp một người đàn, một người hát, rốt cuộc đã khiến cô ấy từ bỏ chuyện tự tử cũng kịp thời để cảnh sát đến ứng cứu. Sau khi xong chuyện cả ba đều thở phào nhẹ nhõm, Tiểu Mỹ còn đặc biệt cảm ơn anh đã giải vây giúp mình. Thế nhưng vì chuyện này Tiểu Mỹ bị mắng một trận còn bị cắt sóng một tuần liền, Trương Diệp biết chuyện liền đi vào muốn nói đỡ cho cô ấy một chút. Cuối cùng đã thuyết phục được Trịnh Tổng không trách phạt cô, còn khen cả hai người làm việc rất tốt. Đại minh tinh Trương Viễn Kỳ đột nhiên đến văn phòng của anh, Trương Diệp nhớ lại trước đây từng bị cô ta bắt lên xe muốn hợp tác chuyện bài hát với anh. Mặc dù anh bảo mình cần có thời gian suy nghĩ nhưng không ngờ cô ta chạy thẳng đến văn phòng nói chuyện với Trịnh Tổng. Bài hát của Trương Diệp tối hôm qua đã có hiệu ứng rất tốt nên Trương Viễn Kỳ muốn mua bản quyền. Nhưng anh lại từ chối bảo rằng đó là bài hát của bạn mình sáng tác nên không thể tùy tiện quyết định. Cô ta lại cho rằng vì bạn mà bỏ qua lợi ích của mình là một người rất hiếm có, nhưng vẫn đưa danh thiếp của mình nếu như anh có ý định suy nghĩ lại. Điền Bân khi không nhận bài hát đó là do anh sáng tác, đã từng cho Trương Diệp nghe vài lần, còn lôi cả giấy tờ bản quyền ra chứng minh, sau đó còn đem bán bài hát này cho Trương Viễn Kỳ. Sau khi biết chuyện, Trương Diệp tức tốc hỏi Trịnh Tổng nhưng ông ấy lại thờ ơ không quan tâm, còn bảo anh đi hỗ trợ cho dự án mới của công ty, đem cả giấy chứng nhận lọt vào vòng trong cuộc thi thơ văn cho anh. Vừa nghe đến chuyện Điền Bân cũng lọt vào vòng trong đã khiến máu anh sục sôi, quyết hơn thua cho bằng được. Vì chuyện này mà mấy ngày nay anh không lên sóng chương trình đêm khuya nữa, Nhiêu Ái Mẫn tò mò gọi điện hỏi anh có chuyện gì. Biết được tin anh được cử đi làm dự án khác còn bảo anh tranh thủ về nhà, mình đã chuẩn bị sẵn đồ ăn cho anh. Ngồi đợi cả buổi nhưng người tới lại là cô gái hôm trước có ý định tử tự vì anh đã cứu cô nên mới mang quà đến cảm ơn anh. Nhìn thấy anh muốn đỡ cô ấy lên thì Ái Mẫn đã lập tức chạy đến ngăn cách giữa hai người, còn nhận thay quà của người ta. Cuộc thi thơ diễn ra, Điền Bân vừa đọc mấy câu thơ đã sai chính tả mấy chữ. Trương Diệp lập tức xung phong đặt câu hỏi vì sao đoạn thơ mình viết còn có thể đọc sai được. Khiến cho Điền Bân nổi giận muốn chạy đến cho anh một bài học, khiến cho hai người đều bị đuổi ra ngoài. Nhưng Trương Diệp vẫn được ban tổ chức mời vào trong thi tiếp. Sau khi anh đọc xong tất cả đều gật gù đồng ý, nhưng giám khảo người nhà của Điền Bân lại bắt bẻ từng chữ của anh. Tuy nhiên Trương Diệp lại đáp trả lại không ngán một ai, khiến ông ta câm nín không biết cãi gì. Ông ta tức giận muốn hai người đối thơ với nhau, cuối cùng vẫn là mình thua trắng, còn anh thì được mọi người tung hô khen ngợi. Vì chuyện lấy thơ ở thế giới thực mang vào cuộc thi, Trương Diệp cảm thấy rất áy náy, còn tạ tội bằng cách cúng táo chuộc lỗi. Kết quả là bị thần thần ăn hết, cô bé cho rằng dù cúng táo cũng chẳng có nhà thơ nào để ý đến anh cả. Điền Bân do nhiều lần uống rượu trước khi lên sóng cộng thêm lần hắn ta quậy đục nước ở chỗ hội thơ đã khiến cả hội đồng quản trị sa thải. Hắn không còn cách nào đành tìm đến Trương Viễn Kỳ muốn hợp tác bán một ca khúc khác. Cùng lúc đó,
Trương Diệp gọi đến cho cô chia sẻ rằng bài hát đó là do Điền Bân nghe được nên lén đi đăng ký bản quyền, chứ người sáng tác thật sự là Trương Vũ Sinh. Anh lấy đại lý do anh ta là anh họ xa của mình và không còn trên đời nữa. Lúc anh hát ca khúc này đã thể hiện sai vài chỗ nên muốn nói cho cô nghe. Anh biết sắp tới Trương Viễn Kỳ sẽ hát ca khúc này tại buổi từ thiện nên đề nghị muốn phối lại hợp âm một chút để hay hơn. Trương Viễn Kỳ đồng ý để cho Trương Diệp tham gia vào quá trình thu âm đã mang lại một kết quả rất tốt. Cô còn chủ động mời anh đi ăn tối chung một bữa. Anh còn góp ý cô nên đổi giọng một chút để thể hiện đúng tinh thần bài hát. Trong lúc này, Nhiêu Ái Mẫn đã chờ ở nhà cả buổi tối cũng không thấy anh trở về. Đến cả khuya Trương Diệp mới vác một thân xe mềm trở về. Anh nói cho cô biết chuyện bài hát của mình bị Điền Bân đánh cắp, còn khoe mình được đi ăn với đại minh tinh. Nghe anh kể chuyện thân thiết với người con gái khác như vậy, lòng Nhiêu Ái Mẫn cũng đã nổi sóng lên. Nhận được công việc mới, Trương Diệp ngày đầu đi làm đã nhận được ánh nhìn không tốt từ đồng nghiệp. Mặc dù được Diệp Tổng giới thiệu nhưng chẳng ai giao công việc đàng hoàng cho anh mà bắt anh đi kéo phim. Dù vậy anh vẫn tập trung làm việc, còn đề nghị đổi một chương trình mới tự sản xuất nhưng quản lý Diêm vẫn không chấp nhận, khuyên anh nên chú tâm vào công việc của mình. Tuy nhiên anh vẫn không hề bỏ cuộc mà tìm đến đạo diễn muốn anh ta xem qua thử dự án của mình. Nào ngờ anh ta còn chẳng thèm để mắt đến, la lớn đuổi anh ra ngoài. Trương Diệp đành đến gương muốn hỏi qua hệ thống có sách kỹ năng đạo diễn giải trí hay không, sau khi quay số 3 lần mới bóc được một miếng dán may mắn. Sau khi sử dụng, anh lại đau bụng không chịu nổi chạy vội vào nhà vệ sinh, tình cờ bắt gặp giám đốc Dương phát bệnh nên nhanh tay lấy thuốc cho ông ấy uống rồi thông báo cho mọi người trợ giúp đưa đi bệnh viện. Anh còn có lòng mang theo ít hoa quả đến bệnh viện thăm giám đốc khiến ông ta cảm động nhận anh làm anh em của mình, sẽ cố gắng chống đỡ cho anh. Có cơ hội này Trương Diệp nói ra phương án chương trình mới của mình, giám đốc cũng đồng ý cho anh thử thực hiện nhưng nếu không có kết quả tốt vẫn phải dừng lại. Chuyện dự án quá bận nên anh ở nhà cũng phải tăng ca. Thân Thân lại dùng điện thoại của anh nhắn tin mời thẳng Trương Viễn Kỳ làm huấn luyện viên. Nào ngờ cô ấy thật sự đồng ý khiến Diêm quản lý cũng có cái nhìn khác về anh, còn cho rằng chương trình này chắc chắn sẽ nổi tiếng. Tuy nhiên cô ấy ra điều kiện muốn lấy thêm mấy bài hát của anh họ anh, Trương Diệp chỉ đành lấp liếm không biết những bài hát còn lại ở đâu. Còn tự tin rằng mình là đệ tử của anh ấy chắc chắn cũng sáng tác được mấy phần. Thế là Trương Viễn Kỳ cùng với Trương Diệp hợp tác với nhau mang lại hiệu ứng cực kỳ tốt. Nhiêu Ái Mẫn đột nhiên gọi điện đến muốn kêu anh về ăn ngỗng quay nhưng do đang ghi hình nên Trương Diệp từ chối về muộn, bảo cô không cần đợi mình. Vì đã hứa sẽ sáng tác bài hát cho Trương Viễn Kỳ khiến cô ấy ngày nào cũng dục bài của anh, nhưng vì còn lo vụ chương trình nên anh thật sự không thể viết nhanh như vậy. Trương Diệp chỉ đành mua bánh kẹo cho Thần Thần muốn cô bé cùng mình hợp tác viết nhạc. Trợ lý của Trương Viễn Kỳ còn tìm đến tận phòng nhắc khéo anh chuyện viết nhạc. Trương Diệp hết cách bảo mình vì lo viết nhạc đến bệnh không xuống giường nổi mới khiến anh ta chịu rời đi. Thế nhưng đến mấy ngày sau cũng không thấy anh phản hồi, trợ lý chỉ đành đứng ngay của khách sạn để canh chừng. Trương Diệp chỉ đành dùng chăn buộc lại thành dây để trèo tường chạy trốn. Vì công việc bận rộn anh cả ngày cũng không gặp Nhiêu Ái Mẫn, mãi đến khi Thần Thần gọi điện bảo về ăn cơm, anh mới chịu dừng bút sửa soạn lồng lộn để ăn cơm cùng với cô. Nhưng Trương Viễn Kỳ đến tận cửa hối thúc anh chuyện bài hát, lúc này một đám phóng viên chạy đến tác nghiệp. Cô nhanh tay kéo anh lên phòng bỏ trốn, tình cờ xem được mấy tờ giấy viết nhạc bị anh vò nát. Đợi cả lúc lâu vẫn có hai phóng viên nhất quyết ngồi chờ chụp hình cô nên hai người chỉ đành ở yên trong phòng. Trương Viễn Kỳ đột nhiên bảo muốn đi tắm khiến Trương Diệp dù muốn viết nhạc cũng không thể tập trung viết được. Hai người còn ngồi uống rượu tâm sự cả buổi khiến cho Nhiêu Ái Mẫn ngồi ở nhà chờ muốn mục xương luôn rồi. Vì lát nữa có lịch trình phát sóng trực tiếp, Trương Viễn Kỳ nhất định phải đến để tránh người khác nghi ngờ. Trương Diệp nghĩ ra cách gọi điện cho Ái Mẫn đến giải vây cho hai người. Khi cô bước vào đã nhìn thấy cả phòng bừa bộn quần áo, còn tưởng hai người họ vừa mới chơi trò cảm giác mạnh xong. Thế nhưng vừa nhìn thấy Trương Viễn Kỳ liền thay đổi thái độ chào hỏi niềm nở, còn bảo hai người định công khai hẹn hò. Dù anh có giải thích như thế nào cô cũng chẳng chịu tin, Trương Viễn Kỳ còn châm thêm dầu vào lửa khiến Ái Mẫn tức giận muốn đi về. Mãi khi Trương Viễn Kỳ hù dọa mình sẽ tự mình xuống công khai thì cô mới chịu giúp đỡ. Ái Mẫn thay sang bộ đồ của cô đi xuống cửa khách sạn để đánh lạc hướng phóng viên. Sau khi xong chuyện, Trương Diệp lại phải theo đuôi Nhiêu Ái Mẫn năn nỉ cô đừng giận mình nữa nhưng cô lại làm ngơ không cho anh vào nhà. Đợi khi cô bỏ vào phòng, Thân Thân mới có thể mở cửa cho vào. Cô bé còn khuyên anh nên nói vạch rõ quan hệ với Trương Viễn Kỳ mới có thể giải quyết được chuyện này. Anh chỉ đành ở phòng khách nói lớn khẳng định mình và cô ấy ngoài công việc ra thì không có ý nào khác, nhưng vẫn bị Ái Mẫn bảo cút đi. Trong buổi họp chọn thí sinh vào vòng trong, sau khi xem qua mấy hồ sơ cả Trương Viễn Kỳ lẫn Trương Diệp đều không ưng ý một ai. Quản lý Diêm chỉ đành nhắn tin riêng cho anh để chấp thuận người nhà của ông ta vào vòng trong. Ai ngờ anh lại thẳng thừng thông báo nếu phát hiện ai muốn đi cửa sau thì lập tức bị loại khỏi chương trình, khiến ông ta ngượng ngùng kiếm cớ rời đi. Trương Hoa đột nhiên tìm đến bảo mình cũng muốn tham gia cuộc thi, Trương Diệp cũng thẳng thắn bảo anh ta phải tự dùng thực lực của mình để thi đấu.
Tất nhiên Trương Hoa cũng muốn thi một cách công bằng, còn hát cho anh nghe thử một đoạn. Anh vừa nghe xong đã đoán được đây là bài hát đã tồn tại ở thế giới thật. Vừa về nhà, Nhiêu Ái Mẫn đã dọn sẵn hành lý còn dán bảng tuyển người muốn đuổi anh đi. Cô cho rằng Trương Diệp giờ đây đã nổi tiếng không thích hợp làm việc cho mình. Thấy cô quyết tâm vạch rõ quan hệ như vậy, anh tức giận chạy đến nói với chàng trai đến ứng tuyển bảo chỗ này bóc lột rất quá đáng, khiến cậu ta hoảng sợ bỏ chạy. Trong buổi ghi hình, các huấn luyện viên đều thất vọng vì không có ai nổi trội. Quản lý Diêm đành nói khéo với họ đây đều là những người của nhà tài trợ nên không thể đuổi đi. Các huấn luyện viên đã chán nản muốn bỏ quay, Trương Diệp chỉ đành thuyết phục để họ xem thêm vài tiết mục nữa, nếu không hay thì sẽ cắt luôn cả tập này mới khiến họ chịu quay tiếp. Người tiếp theo là Trương Hoa lên giáp, khiến anh lo lắng chạy vào nhà vệ sinh muốn hỏi thử có cách nào nâng cao chất lượng âm nhạc hay không. Nhưng hệ thống cho rằng âm nhạc là phải dùng thực lực chứng minh nên bỏ đi không muốn giúp đỡ, Trương Diệp chỉ đành cầm mic lên sân khấu rap đôi cùng với Trương Hoa. Rốt cuộc cũng tạo nên một hiệu ứng bùng nổ cả trường quay, các huấn luyện viên cũng vui vẻ đồng ý để anh ta vào vòng trong. Hai người còn trở thành một nhóm nhạc chụp ảnh, hát cùng nhau trên sân khấu khiến bùng nổ cả mạng xã hội. Trương Hoa nói cho anh biết ý định muốn dọn ra ngoài ở riêng vì mẹ anh luôn kiểm soát khiến anh không có tự do riêng. Anh chỉ đành đứng ra giải quyết, mua rất nhiều quà mang qua cho bố mẹ khiến ông bà ấy thật sự rất vui. Nhìn thấy gia đình ba người vui vẻ như vậy, Trương Diệp ngỏ lời muốn nhận họ làm ba mẹ nuôi của mình và cả ba người đều rất vui vẻ đồng ý. Nhiêu Ái Mẫn từ một bà chủ khách sạn lại trở thành lao công dọn phòng cho anh, cả ngày đều lải nhải bên lỗ tai của Thần Thần. Cô bé chỉ đành gọi điện rủ anh ra ngoài ăn để thư giãn đầu óc một chút, còn thông báo cho anh biết Ái Mẫn dọn phòng thành như phòng của Tổng thống vậy. Thần Thần như gián điệp buổi sáng điều tra cảm nghĩ của Ái Mẫn về Trương Diệp, sau đó buổi tối lại hẹn anh ra nói chuyện. Cô bé còn khuyên anh tốt nhất nên chuẩn bị hoa và những lời ngọt ngào để tỏ tình với Nhiêu Ái Mẫn. Sau đó cô bé lại đem chuyện Trương Diệp quá bận nhưng vẫn luôn nhớ nhung cho cô nghe, còn kể là Trương Diệp tối nay muốn đến ăn một bữa cơm. Nghe hai người trên bàn ăn nói chuyện xến như vậy, Thần Thần cơm cũng không nuốt trôi, chỉ đành cáo từ bỏ đi. Anh lại lỡ miệng bảo mình sự nghiệp đang phát triển nên có nhiều fan nữ theo đuổi, khiến thái độ của Nhiêu Ái Mẫn lập tức thay đổi. Anh lại không để ý còn bảo có phải cô đang ghen hay không. Thần Thần biết anh lỡ miệng nên chạy ra muốn giải vây nhưng chưa kịp làm gì thì hai người họ trở mặt thành thù cãi nhau lớn tiếng. Cô còn tức giận dùng võ vật anh xuống nền nhà rồi lạnh lùng đuổi anh đi. Tay của anh cũng bị bó bột nằm viện mấy ngày trời, Trương Diệp tất nhiên không muốn bỏ qua, quyết tâm trả thù cô một lần. Thần Thần mang theo canh Ái Mẫn tự tay nấu cho anh, còn khuyên hai người đừng giận nhau nữa. Biết chuyện anh nhập viện, Trương Viễn Kỳ cũng tốt bụng đến thăm anh, còn giới thiệu cho anh vị hưởng tổng muốn mời anh quay quảng cáo. Nhưng với tình hình hiện tại, bọn họ quan ngại không thể để anh quay được, tuy nhiên Trương Diệp nghĩ ra cách dán biển quảng cáo lên cánh tay bị thương của anh. Như vậy khi anh đi đâu thì mọi người đều nhìn thấy. Bố của anh vô tình va quẹt chiếc xe của bọn giang hồ khiến bọn chúng muốn làm lớn chuyện đòi tiền ông. Trương Diệp đi ngang qua nhìn thấy liền muốn đến can ngăn nhưng bọn chúng lại hùng hổ muốn tiến lên đánh người. Nào ngờ anh vừa mới vung tay đã khiến một tên to cao nằm liệt tại chỗ. Anh chỉ cần vung vài động tác đã khiến cả đám bị thương không thể nhúc nhích. Mấy ngày sau Trương Diệp cũng chịu chủ động đến nhà tìm cô. Nghe Thần Thần than thở chuyện mình bị Nhiêu Ái Mẫn quản chế nghiêm như vậy rất khó chịu. Trương Diệp mấy câu đều bênh cô là một người gì tốt khiến cô ở phía sau nghe được cũng phì cười. Anh nhìn thấy cô liền muốn thách đấu một trận, nào ngờ vẫn là bị ăn một trận bầm dập đến đầu cũng nghiêng sang một bên. Sau khi Nhiêu Ái Mẫn nguôi giận, cô cũng tốt bụng xoa bóp vai cho anh. Trương Diệp bày tỏ mình không có nhà để về thì cô đã vứt chìa khóa phòng lại cho anh, cuối cùng hai người cũng chịu làm lành với nhau. Chương trình ngày càng xuống cấp vì người nhà của nhà tài trợ được gửi vào rất nhiều, ngay cả Trương Diệp cũng chán nản vì không có ai giải quyết. Anh thành thật bảo với huấn luyện viên không cần quay nữa sẽ hủy bỏ cả chương trình chất lượng thấp này. Giám đốc Dương nhận thêm được quyền lợi của người khác liền hẹn Trương Diệp ra bàn bạc muốn anh quay tiếp chương trình. Ông đem chuyện chương trình càng lúc càng thiếu kinh phí nên cần có nhà tài trợ nhúng tay vào, sau đó cố tình chuốc say anh. Sau khi quay về phòng khách sạn, Trương Diệp phát hiện đã có người chuẩn bị cả một vali tiền cho anh. Rõ ràng giám đốc Trương muốn mua chuộc anh để chương trình tiếp tục phát sóng, bọn họ còn bí mật đặt camera quay lén anh đang ngồi đếm từng tờ tiền một. Sau đó phát tán đoạn clip anh khiến tin đồn nổi lên Trương Diệp chính là người đi cửa sau cho thí sinh vào vòng trong. Sau khi biết chuyện, Trương Diệp lập tức hỏi hệ thống có cách nào giải quyết hay không. Sau khi quay vòng quay may mắn lại bốc trùng trái cây quyến rũ, dù anh muốn bốc thăm lại lần nữa cũng đã hết lượt, chỉ đành chờ đến ngày mai. Khi Trương Diệp lết xác về nhà đã nghe được Nhiêu Ái Mẫn ở bên trong đang cầm gậy chờ mình trở về, anh chỉ đành ăn kẹo trái cây quyến rũ để cô không trách mắng. Quả nhiên khi nhìn thấy gương mặt tội nghiệp của thì cô đã thay đổi thái độ, nói năng rất nhẹ nhàng. Trương Diệp kể cho cô nghe hết chuyện mình bị giám đốc Dương hãm hại khiến cô tin tưởng, còn hết lòng an ủi anh. Kế này có lẽ cũng sẽ có tác dụng với mọi người, vì thế anh chủ động phát sóng trực tiếp để xin lỗi với mọi người khiến ai cũng chịu tha thứ, còn cho rằng chắc chắn anh bị người ta hãm hại.
Nhân tiện Trương Diệp cũng lên tiếng giải thích vì muốn chương trình không bị xuống thấp nên chấp nhận bỏ cả chương trình này. Diêu Tổng sau khi biết chuyện đã hứa với anh nhất định sẽ điều tra chuyện này rõ ràng, kết quả vụ nhận hối lộ của giám đốc Dương cũng bị phanh phui. Ngay cả Trương Viễn Kỳ cũng giúp anh tìm ra bằng chứng tố cáo bọn họ chơi xấu dùng vali tiền đó để hãm hại anh. Những bài hát anh đưa cho Trương Viễn Kỳ hát đều khiến cô hài lòng. Cô chủ động đề nghị lấy tên bút danh của anh sáng tác nhưng Trương Diệp vẫn cho rằng đây là người khác sáng tác nên mình không dám nhận. Vì ở trong phòng thu cả ngày, Trương Diệp không nghe được điện thoại nhiều Ái Mẫn gọi anh về nhà ăn cơm. Kết quả khi anh chạy về thì đã bị cô ghen tuông giận dỗi không thèm nói chuyện. Thần Thần nghĩ ra kế để hai người ngày mai đi leo núi hâm nóng tình cảm nhưng không ngờ bên Trương Viễn Kỳ xảy ra chút rắc rối nên muốn anh cùng Trương Hoa hỗ trợ phần đáp. Chuyện cấp bách anh cũng đồng ý đi đến giúp đỡ một chút còn hứa trước 8 giờ sáng mai sẽ quay về đi leo núi cùng hai người. Quay cả đêm trong phòng thu âm sau khi xong việc thì Nhiêu Ái Mẫn đã dẫn Thần Thần đi leo núi từ trước. Hai người vừa đến nơi đã mưa bão rất lớn nên đành vào một hang động tạm trú không ngờ vì bão quá lớn mà lấp cả cửa hang. Sau khi nghe tin tức, Trương Diệp vô cùng lo lắng, anh gấp rút mượn xe Việt dã của Trương Viễn Kỳ muốn tự mình đi đến đó. Anh tranh thủ dùng hệ thống muốn dùng điểm danh vọng của mình để quay thêm một lần nữa nhưng cuối cùng chẳng rút được gì ra hồn. Hết cách anh chỉ đành dùng đại một miếng dán có thể nói chuyện với động vật để hỏi một con giun đất tung tin của đoàn du lịch vừa mới đi qua đây. Nhờ vậy anh đã tìm được hang động đó và cứu được mọi người ra ngoài nhưng vì một mình phá cửa hang khiến anh bị đá đè trúng người. Trong lúc sinh tử, Trương Diệp vẫn còn bảo cô hãy hôn mình một cái để không uổng công anh đến thế giới này. Sau khi được cô hôn, anh mới chịu ngồi bật dậy hóa ra viên đá được chắn lại nên không ảnh hưởng gì đến anh cả. Mặc dù vậy sau khi về nhà Nhiêu Ái Mẫn đã đối xử nhẹ nhàng với anh hơn rất nhiều còn cố tình nắm lấy tay anh khiến bầu không khí có chút kỳ lạ. Hai người vừa nói hai ba câu đã muốn tiến đến hôn nhau nhưng điện thoại của anh lại phá đám đúng lúc này. Là Trương Viễn Kỳ gọi đến muốn mời anh tham gia buổi tiệc với nhiều khách hàng mới. Trương Diệp muốn mang cô theo cùng để công khai với tất cả mọi người cô là bạn gái của anh. Đến bữa tiệc vì để giao lưu với khách nên Trương Diệp chỉ đành để cô một mình tham quan triển lãm. Nhiêu Ái Mẫn tình cờ thấy một vị khách liên tục quấy rối nữ phục vụ khiến cô không chịu nổi liền đạp cho ông ta một đạp. Trương Diệp tất nhiên bênh bạn gái của mình khiến ông ta tức tối muốn thách đấu chơi bia với anh nếu như anh thua phải chạy khỏa thân khắp nơi. Trương Viễn Kỳ còn bắt anh mỗi ngày 4 tiếng phải đến công ty tập luyện chơi bia. Ban đêm Trương Diệp còn bị Ái Mẫn hành xác muốn anh tập mấy tư thế kỳ lạ để tập luyện. Cô biết được anh thường hay đến chỗ Trương Viễn Kỳ để học, cô cũng đòi đến muốn thách đầu với cô ấy, nếu ai thắng thì có quyền dạy cho Trương Diệp. Ở bên này là trận chiến gây cấn giữa hai người phụ nữ, còn Trương Diệp cùng A Nam lại ngồi cắn hạt dưa bình luận. Kết quả là Nhiêu Ái Mẫn thua toàn tập, Trương Diệp chỉ đành hẹn Tiền Đức Lạc ra uống rượu hòa giải, ông ta ra điều kiện chỉ cần anh uống nổi 3 ly sẽ tha cho anh. Nhiêu Ái Mẫn xung phong uống thay cho anh 3 ly, kết quả vừa uống xong đã gục mặt ngay tại chỗ. Trong lúc say xỉn, cô còn bàn tính với anh chuyện mình sẽ bẻ gãy ngón tay của hắn thì không cần chơi bóng bàn nữa. Nhân lúc có cồn trong người, cô ra tay đánh hai gã đàn ông kia thành đầu heo rồi được anh cõng theo bỏ trốn. Ngày thi đấu đã đến, Trương Diệp gấp rút muốn tìm gặp hệ thống xin giúp đỡ nhưng lại xui xẻo đúng ngày mấy tên người ngoài hành tinh đó uống rượu say bí tỉ. Kết quả chơi qua hai vòng Trương Diệp vẫn thua trắng tay, anh chỉ đành kích hoạt một viên kẹo kỹ năng để giúp mình. Chỉ cần dùng sức một chút, anh đã xiên cả cây gậy qua quả bóng khiến ai nấy đều vô cùng bất ngờ nhưng vẫn là Tiền Đức Lạc toàn thắng. Anh giả vờ bảo mình không cần dùng gậy nữa vì lực tay quá mạnh nên chấp nhận để tay không đánh bóng. Nhờ kế này anh cũng đã đuổi kịp theo Tiền Đức Lạc nhưng vì liên tục dùng tay khiến tay của anh cũng đã sưng phồng lên. Vì mấy ngón tay bị bó bột, anh giả vờ bắt tay với hắn ta để dán miếng dán xui xẻo vào người hắn. Rốt cuộc Tiền Đức Lạc đã đánh lạc hướng bóng khiến phần thắng lại nghiêng về Trương Diệp. Qua chuyện này tay anh bị thương nên Nhiêu Ái Mẫn phải làm luôn trọng trách đút anh ăn cơm. Sau trận cá độ với bạn vì Trương Diệp thắng mà Điền Bân đã thua sạch tiền còn mang nợ, hắn ghi hận lén đánh vào đầu anh sau đó mang đến một căn nhà hoang. Hắn dùng điện thoại của anh để gọi điện cho Nhiêu Ái Mẫn muốn tống tiền nhưng lại bị cô biết tỏng là ai. Hắn lại sợ hãi vì bị lộ thân phận nếu muốn giết người diệt khẩu, Trương Diệp cũng cạn lời với logic của hắn. Anh chỉ đành bảo Điền Bân dùng 400 tệ của mình mua rượu uống sau đó về nhà ngủ một giấc còn tốt hơn nhưng hắn vẫn điên loạn muốn đâm anh. Người ngoài hành tinh chỉ đành xuất hiện dọa hắn ngất xỉu để cứu anh một mạng. Tình cờ xem qua kịch bản tiết mục mới của Trương Viễn Kỳ, Trương Diệp cảm thấy có chút không ổn nên góp ý vài đoạn không ngờ ý tưởng của anh thật sự rất tốt khiến mọi người đều tán thành. Trương Viễn Kỳ cũng rất hài lòng mua lại kịch bản này của anh còn phát cả thẻ lương cho anh. Thế nhưng Trương Diệp mang cả tấm thẻ cho Nhiêu Ái Mẫn giữ. Anh bảo chỉ cần lo chuyện ăn cho anh còn lại để cô quản lý hết. Sau mấy tháng chăm chỉ làm việc, vở nhạc kịch của Trương Viễn Kỳ cũng được trình diễn nhưng Trương Diệp không hề đến xem, ngược lại một mình trở về nhà bố mẹ ngồi ôm bức tranh thẫn thờ. Tin nhắn khen ngợi liên tục nhắn đến nhưng chẳng hề vui mừng mà chỉ đến một nhà hàng ngồi ăn một mình.
Điền Bân vô tình nhìn thấy anh đã chủ động đi đến xin lỗi những chuyện mình đã làm. Biết được Điền Bân thân tàn ma dại như vậy, anh cũng tha thứ cho hắn. Trương Hoa gọi điện đến muốn hỏi mượn anh ít tiền để mua xe tiện đưa đón bố mẹ. Trương Viễn Kỳ tình cờ nghe được còn chủ động cho anh sử dụng dài hạn chiếc xe của mình. Nhận được tiền lương, Trương Diệp đã chạy đến trung tâm thương mại muốn mua một cây son tặng cho Nhiều Ái Mẫn. Sau đó còn lái xe chở cô đi dạo khắp nơi, nhưng khi cô biết anh lấy từ Trương Viễn Kỳ thì có chút không vui. Dù vở nhạc kịch rất thành công nhưng Trương Diệp vẫn luôn áy náy vì đây không phải ý tưởng anh tự nghĩ ra. Hệ thống lại cho rằng anh chẳng qua chỉ đem tinh hoa của thế giới thực đến trò chơi này. Còn cho anh một viên kẹo tự tin để anh có thể ra mắt họp báo, nhưng Trương Diệp cho rằng chuyện ăn cắp ý tưởng này chẳng có gì tốt đẹp. Tuy nhiên sau khi bị hệ thống thuyết phục, anh đã đồng ý uống nó. Thế nhưng người ngoài hành tinh đã lừa dối cho anh uống lọ thuốc tự cao khiến anh khi lên họp báo như trở thành một con người khác. Khi anh thức tỉnh thì đã thấy tất cả mọi người đều chán nản bỏ đi. Nhiều Ái Mẫn nói cho anh biết lúc nãy anh quá ngông cuồng, nhưng Trương Diệp không hề biết lỗi sai còn nói nặng lời khiến cô tức giận bỏ đi. Sau đó Trương Diệp thật sự thay đổi trở thành một ngôi sao vô cùng nổi tiếng, còn nhận Điền Bân làm trợ lý riêng cho mình. Hắn nhân cơ hội này liên tục bòn rút túi tiền của anh để trục lợi mà Trương Diệp không hề hay biết. Trương Diệp liên tục uống lọ thuốc mà hệ thống đưa cho thì ngày càng mê muội, ngay cả điện thoại của Nhiều Ái Mẫn cũng không thèm nghe. Anh lại muốn thử sức sang vai trò chỉ huy dàn nhạc, Trương Viễn Kỳ thấy không ổn nên hẹn Điền Bân ra nói chuyện riêng. Nhưng hắn ta lại phớt lờ còn khinh thường xúi dục Trương Diệp nên ra sân khấu biểu diễn chứ không cần phải đứng sau lưng cô nữa. Càng lúc kịch bản anh viết càng dở thậm tệ khiến chẳng ai thèm đi xem nữa, Điền Bân lại dắt anh đến quán bar uống rượu giải sầu. Nhưng anh lại chỉ nằm ở một bên ngủ say khi Ái Mẫn gọi điện đến, lại có một giọng nữ khác trở lại càng khiến cô hiểu lầm hơn. Nhân lúc anh không tỉnh táo, Điền Bân lợi dụng bảo anh ký tên mua nhiều thứ đắt tiền để trục lợi. Tiền ngày càng cạn kiệt đến mức tiền nhà cũng thuê nổi, Trương Diệp vẫn đâm đầu đòi hệ thống cung cấp thêm thuốc tự tin cho mình. Trương Viễn Kỳ đem chuyện anh viết thơ dở tệ như vậy cho Nhiều Ái Mẫn xem, cô muốn hai người hợp tác để kéo anh vực dậy. Khi cô đến tìm thì đã bị mấy tên vệ sĩ chặn lại, Nhiều Ái Mẫn không nói nhiều liền cho chúng đến, cả An Nam nhìn thấy cũng rất bất ngờ. Nhìn thấy căn nhà bừa bộn như vậy, Nhiều Ái Mẫn vô cùng chán nản, dù cô hỏi anh tại sao lại bán bài thơ viết tặng mình thì Trương Diệp vẫn thờ ơ cho rằng miễn kiếm ra tiền thì chuyện gì anh cũng sẽ làm. Nghe cô lải nhải bên tai như vậy, Trương Diệp lại nặng lời cho rằng họ chưa từng xem trọng anh, còn trách cứ cô chưa từng dịu dàng với mình. Nhiều Ái Mẫn nhìn bộ dạng bất cần của anh như hiện giờ thì vô cùng đau lòng, cô chỉ đành thất vọng bỏ đi. Trương Diệp nhớ đến ở thế giới thật mình bị chà đạp như thế nào nên muốn từ bỏ chuyện viết nhạc, còn đem nó kể cho Trương Hoa nghe. Anh tình cờ biết được cậu ấy chuẩn bị hẹn bạn gái đi ăn lẩu khiến Trương Diệp khinh thường, còn chủ động đặt một nhà hàng sang trọng cho hai người đi hẹn hò. Sau đó còn dẫn cậu đi mua quần áo hiệu, chỉ cách ăn uống, khiêu vũ để đi cua gái. Còn anh thì quay về nhà ăn cơm bố mẹ nấu còn không ngớt miệng khen ngon, nhưng Trương Hoa vừa đi chơi một chút đã quay về nhà làm bể kế hoạch lãng mạn mà anh bày ra. Không ngờ Vương Thi Thi biết chuyện người chuẩn bị mọi thứ là Trương Diệp thì liền gọi điện dụ dỗ anh đến khách sạn tìm mình. Mặc dù anh đồng ý đến nhưng thực chất là để thu âm được vẻ xấu xa ham tiền của cô ta cho Trương Hoa nghe. Sau khi anh rời đi thì Điền Bân đã bí mật gọi điện đến bảo cô ta cùng mình hợp tác diễn một màn bị Trương Diệp cưỡng ép đưa vào khách sạn để phá hủy danh tiếng của anh. Tin tức truyền đi khắp nơi khiến ai cũng quay lưng về phía anh, khiến Trương Diệp càng thất vọng, lại bị Điền Bân thao túng tâm lý chuyển nhượng hết tài khoản cho hắn. Khi anh tỉnh lại đã phát hiện mình bị nhốt trong viện tâm thần do khỏa thân đi bộ ngoài phố. Điền Bân lúc này mới lộ bản mặt thật rằng đây đều là kế hoạch của trả thù của hắn, khiến anh thân tàn ma dại mới vừa lòng. Tới lúc này, Trương Diệp vẫn như con nghiện liên tục đòi hệ thống cho mình thêm thuốc tự tin để uống. Anh cả ngày chán nản ở trong viện tâm thần nên muốn kết thúc trò chơi ở thế giới này, còn đem chuyện này kể cho bác sĩ nghe. Tất nhiên họ đều cho rằng đầu anh chập điện ngày càng nặng nên muốn tăng lượng thuốc thêm cho anh. Trương Diệp đột nhiên phát hiện ra chỉ cần khiến cho mấy tên trong viện tâm thần này cười thì điểm danh vọng của anh tăng lên rất nhanh. Thông qua nữ y tá, anh đã lén mượn được điện thoại để gọi cho Trương Hoa muốn xác nhận chuyện bút ghi âm mình đưa cho anh ta, nhưng chưa kịp nói mấy câu thì đã tắt máy. Nhưng sau khi nghe lại, Trương Hoa đã phát hiện mọi chuyện là do Vương Thi Thi câu dẫn, Trương Diệp thực chất là bị người ta gài bẫy. Anh đem chuyện này kể cho Trương Viễn Kỳ và Nhiều Ái Mẫn nghe. Cô lập tức hẹn riêng Vương Thi Thi ra nói chuyện. Tuy nhiên cô ta không hề sợ hãi còn thách thức cô đem chuyện này nói cho báo chí nghe thì cô ta càng tăng độ hot trên mạng. Trương Viễn Kỳ dụ dỗ bảo nếu cô ta chịu nói sự thật sẽ nâng đỡ cô ta vào ngành giải trí. Trương Hoa sau khi biết rõ mọi chuyện còn mang theo món thịt mẹ mình nấu gửi vào viện cho anh ăn khiến Trương Diệp vô cùng cảm động. Nhiều Ái Mẫn và Trương Viễn Kỳ đều tự xưng là vợ của Trương Diệp để có thể vào viện muốn bảo lãnh anh ra ngoài nhưng kết quả vẫn bị người ta đuổi về. Họ ở bên ngoài nghĩ cách để cứu anh ra. Còn Trương Diệp lại cố gắng phục vụ văn nghệ để tăng điểm danh vọng.
Sau khi đủ điểm, anh liền gọi hệ thống bảo mình muốn bốc thăm thêm một lần nữa. Sau khi quay đúng thứ mình muốn, anh đã cùng A Nam giả làm bệnh nhân để trốn ra ngoài. Tin tức anh trốn viện được lan truyền khắp nơi, Trương Diệp nhất quyết lần này sẽ cho Điền Bân một bài học. Nhưng trước hết, anh không tiền không chỗ ở thì cũng chẳng thể nào lên kế hoạch trả thù được. Hai người phụ nữ này đều tranh giành muốn để anh ở nhà mình một thời gian, Trương Diệp chỉ đành đề nghị bỏ phiếu quyết định, kết quả phần thắng vẫn nghiêng về Trương Viễn Kỳ. Anh có chút áy náy nên chạy vào nhà vệ sinh trốn một lát, hệ thống lại nhân cơ hội này giới thiệu lọ thuốc tự tin được cải tiến. Thấy anh không chịu dùng liền đổi sang một lọ thuốc khác tốt hơn rất nhiều nhưng anh vẫn sáng suốt không chịu nhận. Hệ thống lại đưa cho anh một miếng dán hoàn lương, khi Trương Diệp thử dán vào người thì lập tức sùi bọt mép bất tỉnh. Nhiều ái mẫn chỉ đành đánh anh vài cái, khi anh tỉnh dậy đã thấy hai người phụ nữ này ở trước mặt vô cùng dịu dàng với mình. Khi tỉnh giấc thêm lần nữa, anh nhân lúc này bảo chuyện ăn ở nên cứ như cũ, chỉ cần cẩn thận một chút cũng sẽ không ai phát hiện. Anh cùng Trương Hoa đi làm kiểm tra mối quan hệ, quả thật là anh em ruột của nhau. Vì không muốn bố mẹ lên cơn đau tim nên Trương Hoa chỉ đành giấu giấy giám định vào trong gối nhưng cố tình nói ra chỗ để cho bố mẹ biết. Hai người họ tò mò vào xem thử, rốt cuộc sốc không chịu nổi vì lòi ra thêm cả đứa con nữa. Họ đều nghi ngờ người kia có con riêng bên ngoài nên khi Trương Diệp đến nhà ăn cơm đã nói bóng nói gió chuyện này. Họ cắt sạch hết móng tay của anh để giám định lần nữa, kết quả thì đều là con của hai người, chỉ đành chấp nhận giả thuyết hai người là anh em sinh đôi bị bệnh viện bế nhầm đi. Sau bữa cơm đoàn viên, Trương Diệp quay về khách sạn còn cố tình chuẩn bị một bàn ăn lãng mạn cho nhiều ái mẫn. Anh bày tỏ lòng mình với cô, hai người cuối cùng cũng trở thành một cặp đôi thật sự, còn ôm nhau ngắm trăng trên trời. Sau khi xác định mối quan hệ, tình cảm hai người rất tốt, suốt ngày bám với nhau như sam. Trương Viễn Kỳ đột nhiên gọi đến muốn rủ anh cùng tham gia một buổi tiệc đón năm mới để giúp quay trở lại trước công chúng. Anh cũng đồng ý đi dự tiệc nhưng đợi khi Trương Viễn Kỳ tắt máy thì lại lớn giọng bảo mình không đồng ý để ái mẫn nghe. Cô thấy anh ngoan ngoãn như vậy cũng đồng ý cho anh đi dự buổi tiệc này. Mặc dù vậy, khi ngồi ở nhà xem hai người họ biểu diễn ăn ý như vậy, nhiều ái mẫn lòng vẫn cảm thấy khó chịu không thôi. Sau khi kết thúc buổi tiệc, Trương Diệp nhìn thấy một fan nữ bị ekip của ngôi sao đang lên xô ngã liền mang theo cô ấy đến chất vấn hắn, nếu như hắn không chịu xin lỗi thì sẽ không để yên. Tên ngôi sao này lại không nhiều lời cho vệ sĩ muốn ra tay với anh, nào ngờ lại bị anh dẹp gọn còn tung một cước lên mặt hắn. Dù bị giải lên đồn, cảnh sát vô cùng bất ngờ vì một mình anh có thể đánh nhiều người như vậy, Trương Diệp cũng rất chân thành nhận lỗi về phần mình. Trong nhà giam, anh còn luôn lải nhải bên tai bạn tù khiến hắn cũng chán nản trốn một góc không muốn nghe anh nói. Sau chuyện này, Trương Diệp chủ động đứng trước mặt phóng viên đọc bản kiểm điểm còn chân thành xin lỗi. Không ngờ fan của anh vẫn vây quanh tiếp tục ủng hộ anh, chuyện đánh người cũng được hóa giải. Trương Viễn Kỳ còn mang một hợp đồng phim mới cho anh một cơ hội đóng một vai, nhiều ái mẫn vẫn ủng hộ bảo anh hãy nhân cơ hội này phát triển sự nghiệp. Trước khi đi còn tình cảm phát cơm chó cho mọi người ăn chung, nói cả buổi mới cho anh đi làm. Tuy nhiên trong quá trình quay, anh liên tục bị đạo diễn chê trách bắt diễn đi diễn lại rất nhiều lần. Đến buổi quay quan trọng thì địa điểm họ quay phát hiện hai tội phạm truy nã nên quá trình quay kéo dài chậm hơn, ngay cả diễn viên cũng bất cẩn ngã trẹo chân. Vai diễn chỉ đành trao đại cho A Nam đóng thế, Trương Viễn Kỳ lại tiếp tục xảy ra chuyện. Hia tên tội phạm bỏ trốn nhân lúc không có người đã bắt cóc cô đi mất. Trương Diệp kịp chạy đến dạy cho chúng bài học, A Nam cũng phối hợp đằng sau thành công cứu được Trương Viễn Kỳ. Nhìn thấy anh là cao thủ võ lâm như vậy, đạo diễn cũng có cái nhìn tốt hơn về anh. Tuy nhiên Trương Diệp cũng không hề vui mừng mà còn chạy đến tâm sự với A Nam, khuyên nhủ anh ta đừng vì chuyện này mà tự trách mình. Vì chuyện bị bắt cóc, Trương Diệp nghĩ Trương Viễn Kỳ có chút ảnh hưởng tâm lý nên đi đến muốn an ủi một chút. Nhưng không ngờ cô ấy lại nói ra suy nghĩ của mình không muốn làm ngôi sao nữa, cô chỉ muốn là người bình thường tự do tự tại. Trương Diệp ở bên cạnh cũng đồng ý với quyết định của cô, anh cũng chỉ mong cô được hạnh phúc. Anh dự định đi chút bầu tâm sự một chút lại phát hiện nơi đây có một mảnh vỡ của đội quân đất Nung, nhưng khi hỏi người dân ở đây thì chẳng một ai biết. Trương Diệp đành mang nó về tự mình nghiên cứu thêm, anh chụp cho thần thần xem, cô bé lại bảo anh nhân cơ hội này bán đi sẽ kiếm được một khoản hời. Sau khi quay phim trở về, Trương Diệp luôn nhốt mình trong phòng suốt ngày cưa gỗ để làm sảnh. Anh muốn tự mình đào mộ của Tần Thủy Hoàng để chứng minh chuyện mình tìm được văn vật thời nhà Tần. Nói là làm, sáng sớm Trương Diệp đã chuẩn bị đồ nghề quyết tâm lên đường đi khai quật lăng mộ. Thần thần còn đặc biệt chuẩn bị cho anh rất nhiều đồ ăn vặt dự phòng. Anh đem kế hoạch của mình nói cho người dân ở đây nghe, kết quả khai quật thêm được hai bức tượng hình người. Trương Diệp đặc biệt căn dặn trước khi chuyên gia đến thẩm định thì nhất quyết phải giữ kín chuyện này không để cho người ngoài biết. Mấy ngày sau, nhiều ái mẫn cũng đến tận đây tìm anh muốn giúp anh làm việc. Sau mấy ngày sới tung rất lên, bọn họ cũng tìm được trang sức của xe đồng ngựa, tin tức này nhanh chóng trở thành tin sốt dẻo. Khi trở về, anh còn làm một bảng báo cáo rất chi tiết để công bố cho mọi người biết nhưng lại chẳng ai quan tâm đến họp báo của họ.
Trương Diệp phát hiện có người ở phòng bên cạnh đang thuyết giảng về văn học cổ điển Hồng Lâu Mộng thu hút rất nhiều người đến xem. Nhìn thấy người phụ nữ trên bục giảng nói còn nhiều lỗi sai, Trương Diệp lập tức nói ra lập luận của mình. Kết quả khiến ai nấy đều khâm phục, anh nhân tiện giới thiệu lớp giảng lịch sử của mình. Vì chuyện hôm nay, một vị giáo sư tên Ngô Tắc Khanh đã hẹn anh ra ngoài gặp mặt muốn giao lưu chuyện văn học cổ điển. Nhưng khi cô ấy hỏi anh về nguồn gốc của những lập luận này liền khiến anh bối rối. Trương Diệp giả vờ mình đi vệ sinh để hỏi hệ thống có cách nào mang những thứ ở thế giới thực sang trò chơi không. Anh nhớ trước đây mình từng đọc hai quyển sách cổ nên muốn tìm lại nó. Hệ thống tiết lộ có máy in 3D có thể giúp anh nhưng cần rất nhiều điểm danh vọng. Mặc dù có hơi đau ví, Trương Diệp vẫn quyết tâm muốn tìm cho ra hai quyển sách đó. Anh dựa vào trí nhớ trước kia của mình thành công viết lại hai bản y hệt nhưng người ngoài hành tinh lại phá đám điều khiển Ngô Tắc Khanh giở trò với anh. Mặc dù bị tiêu hao không ít trí lực, Trương Diệp vẫn đủ tỉnh táo đánh cho cô ta một trận sau đó chạy đến nhà vệ sinh tra hỏi. Anh hỏi thẳng rốt cuộc mục đích của hệ thống là gì, đe dọa một lúc nó mới chịu nói cho anh biết người ngoài hành tinh luôn tìm kiếm những đối tượng xuất sắc nhất để duy trì sự phát triển của loài người. Nếu như thí nghiệm thành công, anh sẽ nhận được một siêu năng lực rất lợi hại. Trương Diệp bắt ép hệ thống phải hứa với mình không được can thiệp vào nữa, phải để cho anh tự quyết định. Trương Diệp còn đặc biệt sắp xếp cho cả gia đình mình một chuyến du lịch vô cùng sang trọng, mục đích là để cầu hôn nhiều ái mẫn. Hai người cùng nhau dạo biển, vừa định quỳ xuống cầu hôn cô thì Trương Hoa đã chạy đến thông báo chuyện mẹ mình ham mê chơi mặt trược còn bị người ta tính kế để kiếm tiền. Trong lúc nóng giận, anh lại lần nữa thách đấu với người ta chơi mặt trược. Nhờ hệ thống giúp đỡ, Trương Diệp rút được rất nhiều miếng dán, may mắn kết quả là trăm trận trăm thắng. Trận đấu cuối cùng cũng toàn thắng khiến anh giành được chức quán quân, hiên ngang bước ra ngoài. Không ngờ ở nước ngoài vẫn gặp được Ngô Tắc Khanh cũng đến đây nghỉ dưỡng. Anh còn khoe cho cô chiếc nhẫn mình định cầu hôn bạn gái mình nhưng vô tình để cho người ta chụp được. Chuyện anh toàn thắng khiến bọn chúng lo sợ, muốn dùng tiền để mua chuộc anh chủ động rời bỏ cuộc thi. Trương Diệp lại chẳng thèm đồng ý, quyết tâm quay trở về bởi anh biết chỉ cần có miếng dán may mắn thì nhất định sẽ thắng. Quả nhiên lợi dụng sơ hở của hệ thống, anh liên tục rút được miếng dán khiến ván nào cũng chiến thắng. Bọn chúng chỉ đành dùng chiêu uy hiếp mình bắt cóc bạn gái anh để ép anh thua cuộc nhưng lại nhầm lẫn Ngô Tắc Khanh trong tấm hình. Trong lúc giải lao, anh vô tình ôm hết người này đến người khác cũng khiến miếng dán may mắn lần lượt tiêu hao. Anh tranh thủ nhờ nhiều ái mẫn đi giải vây dùm Ngô Tắc Khanh đang bị bắt cóc, dựa vào mấy miếng dán của anh mà cả nhà đều gặp may, bọn vệ sĩ muốn bắt cóc họ cũng chẳng làm được gì. Tuy nhiên Trương Diệp ở bên này lại dính vận đen thua mấy bàn liên tiếp, anh chỉ đành dựa vào mánh khóe của mình để giành chiến thắng. Khi đứng lên phát biểu, Trương Diệp nhân cơ hội này công khai cầu hôn cô trước sự chúc mừng của mọi người. Khi mọi người đi du lịch trở về vẫn phải lãnh hậu quả do Điền Bân gây ra khiến toàn bộ tài sản của anh đều bị người ta tịch thu. Vì không muốn liên lụy đến nhiều ái mẫn, anh vạch rõ chuyện hai người vẫn chưa là vợ chồng nên cô không hề liên quan đến chuyện này. Trương Diệp mang nợ ngập đầu chỉ đành tá túc nhà Trương Viễn Kỳ nhưng thực chất đây hoàn toàn là kế hoạch của anh. Tất cả là muốn Điền Bân hoảng sợ chỉ có thể trốn khắp nơi để tìm đồng phạm trước đây của hắn là Triệu Tứ. Nghe được kế hoạch rõ ràng của anh như vậy, Trương Viễn Kỳ cũng rất ngạc nhiên. Ngay cả Triệu Tứ cũng đã trở thành người của anh, cùng nhau hợp tác hạ gục Điền Bân. Lúc này Nhiêu Ái Mẫn cũng đến tận đây muốn tìm anh nhưng Trương Diệp lại trốn không muốn gặp. Mãi đến khi cô dùng vũ lực đe dọa anh mới chịu xuất đầu lộ diện, cô không nói nhiều lời liền anh vác về nhà mình gạo nấu thành cơm. Trương Diệp đột nhiên nghĩ đến nếu như mình rời khỏi thế giới này thì Nhiêu Ái Mẫn phải làm sao, nhưng hệ thống cũng nói cho anh biết không có cách nào cả. Khi quay trở về phòng, Nhiêu Ái Mẫn tặng cho anh sợi dây chuyền giống hệt như sợi dây mà ở thế giới thực anh từng tặng cô. Ái Mẫn bảo đây là tín vật gia truyền của nhà mình. Khi đã tặng anh thì anh chắc chắn đã là người của cô. Hệ thống đột nhiên thông báo Trương Diệp đã vượt qua thử thách của trò chơi này nên có thể quay trở về thế giới thực. Sợi dây chuyền đó chính là chìa khóa giữa hai thế giới. Trương Diệp đặc biệt mời Trịnh Tổng cùng Vương Tiểu Mỹ đến đây để tặng cho họ những kiến thức đến từ thế giới hiện thực. Mục đích là truyền bá hết kiến thức mình biết, xem như lời tạm biệt cuối cùng. Những kịch bản anh viết cũng có người muốn mua để sản xuất thành phim, còn để cho Trương Diệp làm đạo diễn và Trương Viễn Kỳ tham gia đóng chính. Sau khi bộ phim ra rạp đã nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người, trong lúc họp báo Trương Diệp vừa định thể hiện vài chiêu võ thuật. Nào ngờ hệ thống tự động xâm nhập biến nơi đây thành sàn đấu võ nhưng kết quả vẫn là Trương Diệp đánh thắng. Điền Bân sau khi mất tất cả liền nổi điên chạy đến buổi họp báo muốn thiêu rụi tất cả. Trong lúc mọi người hoảng loạn, Trương Diệp đã mất dấu của Nhiêu Ái Mẫn và tất cả mọi người. Lúc này hệ thống đột nhiên xuất hiện ra điều kiện anh có thể quay trở về thế giới thực nhưng anh nhất quyết không bỏ họ lại một mình. Anh dùng tất cả điểm danh vọng của mình để cứu mọi người ra ngoài. Sau khi dùng hết điểm thì hệ thống tự động đưa anh quay trở về thế giới cũ. Ở đây Trương Diệp gặp lại Thần Thần nhưng cô bé lại không hề biết anh là ai, còn mắng một câu biến thái. Mọi chuyện quay về quỹ đạo, Trương Diệp cũng quyết tâm dùng năng lực của bản thân để đi xin việc, cuối cùng cũng được làm một phát thanh viên.
Ở đây anh còn gặp được Trương Viễn Kỳ, lúc này vẫn là ca sĩ vô danh. Anh đưa cho cô bản nhạc giống như ở thế giới trò chơi vì nó xứng đáng thuộc về cô ấy. Thế nhưng thực chất đối tượng được làm thí nghiệm lại chính là hai con ếch kia. Trương Diệp cùng với Thần Thần lại là mới hệ thống thực thụ điều khiển trò chơi này.